Cùng với nhãn lồng hương yên còn có giống vải trứng đặc sản. Đây là giống vải có chất lượng quả thơm ngọt, mẫu mã đẹp, đang được thị trường ưa chuộng. Ngày mai, Sở khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu vải trứng hương Yên. Nhân sự kiện này, Đài Phát Thanh và Truyền hình hương Yên có phản ánh về quá trình xây dựng nhãn hiệu cho loại vải đặc sản này. Cây vải trứng đầu tiên được phát hiện ở gia đình ông Nguyễn Văn Vì, thôn Ba Đông, xã Phan Giào Nam, huyện Phủ cử hơn 150 năm tuổi. Từ cây vải tổ này, bà con nhân giống ra trồng ở nhiều địa phương thuộc huyện Phù Cử và xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, trở thành giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Đến bây giờ thì chúng tôi rất cầu thị, đề nghị Sở Khoa học Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ và các ban ngành đoàn thể xây dựng nhãn hiệu vải trứng để nhằm mục đích cho mỗi một người có cái quyền của mình. Đồng thời cái thương hiệu đấy sẽ mang đi các cái cơ sở, các cái doanh nghiệp các ban ngành để người ta tin tưởng. Vải trứng Hưng Yên có được điểm khi chín quả to gần bằng quả trứng gà, thân quả tròn, căng mọng, vỏ mỏng, vỏ màu đỏ tươi, gai nhẵn, cùi vải trắng trong, giòn và có mùi thơm hấp dẫn, vị ngọt thanh. Khi thu hoạch để ngoài tự nhiên từ 3 đến 4 ngày vẫn giữ nguyên hương vị trung bình từ 16 đến 20 quả 1 kg, to hơn hẳn những loại vải khác được trồng chủ yếu ở xã Phan Sầu Nam, huyện Phục Cử và xã Đạt Lộc, huyện Ân Thi. Năng suất bình quân từ 150 đến 250 kg quả một cây một vụ, có cây cho năng suất trên 300 kg quả. Đến ngày 5 tháng 5 năm 2020, thì cục trưởng cục sở trí tuệ đã có quyết định cấp giấy chứng nhận vải sứ hương yên cho sở khoa học công nghệ việc xây dựng tạo lập quản lý và phát triển cái thương hiệu vải trứng Hưng Yên nó có cái tác dụng rất lớn là cơ sở pháp lý để các cơ quan ban ngành và địa phương quản lý cái chất lượng nhằm giữ cái uy tín và cái danh tiếng của sản phẩm vải trứng Hưng Yên góp phần tạo điều kiện cho các hợp tác xã các cái hộ gia đình sản xuất vải trứng có cái điều kiện để bảo hộ cái sản phẩm của mình và lưng cao cái giá trị vải trứng được canh tác trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên. Người nông dân mà có được sản phẩm mà chứng nhận của sở hữu trí tuệ mà độc quyền cái này thì cũng là rất tốt cho nông dân Là bây giờ mình có được cái tem là có xuất xứ mình hay mình bán được cho các siêu thị và xuất khẩu ra nước ngoài. Từ gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường phối hợp với các sở ngành và địa phương trong quản lý và sử dụng nhãn hiệu vải trứng Hưng Yên nhằm đảm bảo chất lượng, duy trì danh tiếng, phát triển nhãn hiệu, chứng nhận vải trứng Hưng Yên thành thương hiệu mạnh của tỉnh và từng bước vươn ra xuất khẩu.